Chào anh em, mình là Nguyễn Quang Khánh Bình, là admin tại LTH Bay và cũng là huấn luyện viên cá nhân game tài nguyên Gò Dầu. Thì ngày hôm nay mình xin review với anh em là cái combo mùa xí của mình, đó là quay EVL và Omega 3 D3K2, Liposit này hỗ trợ đốt mỡ và glucosamine bôi trơn xương khớp. Thì mình xin nói cho về quay như EVL thì của hãng EVL này, cái hàm lượng dinh dưỡng của hũ quay này đó, mình theo mình được biết á, thì nó không gram phát và nó có cholesterol rất là thấp và cái lượng muối nó cũng thấp trong quá trình siết á, mình cắt muối nữa. Và cái hàm lượng protein tinh khiết isolate nó tới 25g lượng nha anh em, với lại nó có thêm chất khoáng như là vitamin D với calcium với sắt cho anh em nữa. Và mình xin nói thêm về cái hũ Omega 3 với D3K2, thì Omega nó giúp cho mình minh mẫn, tập trung hơn, bổ não với tốt cho tim mạch. Còn cái D3K2 á, anh em thì nó sẽ hỗ trợ xương khớp cho anh em nè. Và mình tin nói tiếp là cái Liposit này á, là hỗ trợ đốt mỡ trong quá trình mình tập luyện, lúc siết mình tập cường độ cao á, nó rất là tốt. Quá trình nó diệt phát rất là tốt cho anh em nếu mà anh em sử dụng cái Liposit này nè. Mình thấy là nó rất là hiệu quả. Với cái một cái không thể thiếu nữa trong quá trình siết này cho anh em á, là cái glucosamine. Nó làm bôi trơn xương khớp. Những cái bài tập như là squat hay deadlift mà anh em tập cường độ cao mà thiếu chất á, nó phải cần cái glucosamine này thì anh em mới không có bị đau khớp này nọ. Rồi bây giờ mình cũng xin khơi thử cái hũ EVL này ra cho anh em thử. Tại đợt siết mình là uống cái mùi vani. Ngày hôm nay mình khơi cái mùi sô-cô-la đó cho anh em xem thử. Và trên cái hũ EVL này nó vẫn có tem chống giả cho anh em luôn, nên anh em cứ yên tâm. Quá thơm anh em ơi. Cái EVL này nói về cái độ thơm thì anh em khỏi bàn rồi. Ngon, cực kỳ ngon luôn. Mình nói thiệt, anh em cứ trải nghiệm thử là biết. Chứ nói về độ xịn nó thì khỏi chê rồi. Mình uống mình cảm thấy nó rất là tăng cơ. Và do cái lượng muối nó thấp nữa, cái hàm lượng sodium nó thấp đó, làm mình rất là khô. Mình mới xả được mấy bữa nó hơi gung gung, anh em thông cảm. Giờ này mà làm muốn quay nữa là tuyệt vời đó nha anh em. Quá tuyệt vời luôn, hồi nãy mình cũng mới tập về. Giờ mình muốn quay xong đó là mình ăn xong mình ngủ thôi. Rồi, bye bye anh em.